Hello chào anh em nha, hôm nay là mình cho mẹ là tổ chức thi nhóm miễn phí nha anh em. Giờ mình sẽ đi vô nè, nhận cái phiếu vị trí phút nữa khi mà trời tắt nắng, chúng tôi còn rất nhiều những hoạt động. À, phải không? Cô đeo nhớ cô là đeo biệt mặt, đeo biết cô là đeo. Công ty Yamaha mua khu vực Việt Nam. Mình đi lên trong mình đi đóng dấu mình đi kìa. Và còn đây ghi nè. Cảm ứng cho khách hàng được trải nghiệm lái hoàn hảo. Tại khu vực sẽ bị nhớ này. Diễn viên các một đêm do nữ ca sĩ Minh Thị Diễm Viên Việt Nam chọn nên ca sĩ Đỗ Quyên The Voice, ca sĩ Phạm Thái, Quán Quân Hát Là Ước Mơ năm 2017 biểu diễn phục vụ cho quý khách. Tất cả các hoạt động chương trình của Việt Nam. Ở đây là môn lĩnh đi, tính thi nhớt đi lớp mà không có thi luôn. Giờ thi nhớt nè. Nhớ đi nhớt tốt hả? Nước đâu còn tốt hết. À, tốt hết hả? Đã bị muốn lại cái gắn chân hả? Trong quay cần số mình đã bị bèo nó là sâu. Thì con đóng nó đụng vô rồi sơn hả? Ờ, đúng rồi, hay tán rồi sơn hả? Mình hơn chai luôn hả? Để mình đóng 1 lít đó. Chai này là 18 à. À, nó chưa được 1 lít. À, 100 tiêm đúng rồi, chưa được 1 lít. À, đúng rồi, 800 lần này là đủ tiêm 2 nữa là đủ. À, nó đủ. À, đúng rồi, cho nó đủ chứ, tại vì chai nhỏ quá mà. Sao chai này nhỏ quá chứ kìa. Đó, phải 100 tiêm nữa. Đây bây giờ mình vô quay số trúng thưởng nha anh em. Tặng quả bóng rồi đi. Vô chơi đi. Vô hai cái luôn. Đó, đưa tặng lấy hai quả bóng luôn. Ủa số bay mất không? Mất quá. Quay số quay đồ vô. Một cái đưa mơ chị khách tiếp theo. Tiếp mơ. Vô. Ai chưa đóng dấu để chúng mình thay nhớ thì mọi người có thể đóng dấu ở đây. Đóng dấu xong thì cái chương trình quay bánh thi số. Đúng rồi. Có thời gian không phải. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Một lần gì? Một bánh thu hụt chụp hình nha. Rồi ăn từ từ mình tự nhé. Đóng dấu không phải. Vô, vô kia không? Hay, 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 hay. Dạ cảm ơn khách hàng. Vậy xin mời khách hàng tiếp theo ạ. Không có thử quay dính gì. Quay nha nè. Quay là gì, quay là gì, quay là gì. Một số tay. Mày là ít ngôn vậy. Lấy áo thun vào đồ cho dỗ tay ít ngôn rồi chứ. Dạ này. Em xin một tấm hình với các bạn được hợp lệ. Chúng mình vô chiếc nhạc chẳng hạn. Đấy là chúng đi ao thun ngon không? À, rồi tôi vô tôi quay á. Đầu xu hướng do công ty Yamaha mua cho dấu hình đó. Có một chiến thể Yamaha chuột tiến, Yamaha nhau. Xin được trân trọng thông báo và kính mời. Và đây là chúng em này đi quay nha anh em. Cô chúng em quay được gì đây? Lấy. Nếu lấy quay cái gì này, lấy gì luôn. Tao tao quay này dính cái chỗ đấy, ít ít ngon quá không? Rồi tay ít ngon quá. Rồi quay đi em, quay mạnh tay đi. Bây giờ là tới bạn con luôn. Sản phẩm bạn đã sử dụng là Sirius. Tiếp ơi. Quay. Chúc em. Chúc em ít ngon, ít ngon. Ít ngon, ít ngon quá. Sử dụng xe nổi bật với dấu ấn đường phố kiểu dáng hiện đại. Đã biết. Đây là xe mới nha anh em. Đó, xe này. Đây là dòng sản phẩm mới này.